พินvô đây thì đụng quá thiệt cái mày á, ở nằm đây cũng không chết đói nữa. Sao vậy? Nhà chế đâu hả? Ê mà cái chỗ này là đụng trốn nợ là không ai biết chứ nè mày. Vô đây nè, vô trong nhà ba Di á. Ba Di sao bằng nhà chế tao? Nhà chế tao trên cục giường dưới đó kìa, vô nhà bảy quan á. Hồi đó là y có cái dầm, y mất dầm hoài cái y tức. Nhà chế ông với lòng dữ bộ hả? Rồi sao? Cái y mất cái dầm hoài y tức, y để là dầm này của bảy lý à, xin đừng ăn cắp. Giống như Bảo Trung nha, xe của Bảo Trung đừng ai lấy, xe của Bảo Trung cũng lấy nữa. Mắc dầm hoài cái y tức, y để là bởi vì mấy y giờ là bị danh là bảy lý à đó. Bảy lý à? Bảy lý à, này cái dầm này của bảy lý à, xin đừng ăn cắp, mà mắc hoài luôn. Xin chào các bạn, và hôm nay bọn mình đi ăn đám giỗ nhà của nội của thằng Trọng á, thằng Trọng hay bị chửi đó. Đám giỗ hả? Đám giỗ. À, chào luôn anh Định ở Canada. Ra tới chưa? Chỗ đó rước mình đó. Ở đâu? Nãy ăn kia nó hướng này chạy xuống nè. Hướng này chạy xuống. Hướng này chạy xuống nè mấy anh. Dạ. Quẹo lên đó. Dạ. Lá là của trái ông mà. Ừ. Cái cục lá đó đó. Lá là người đắt của tao, trái ông vậy. Lá của chế tao đó nội ơi, một cỡ một công mấy đó mà trồng lá không à, để dành cắt nhà. Lá trồng cái gì? Cục lá đó đó, cái đường đó cục lá là của nhà chế tao, chế tao, chế tao nằm ở xích trên đó đó. Ôi kia, ồ hô, đám cưới chơi máy đèn luôn hả? Ừ, đám cưới dân quê miền Tây mà. Nhà gì nè, tao biết nhà gì nè. Không có đi đám nào? Làm gì? Vô bắt cá nhậu chơi rồi đó, rồi bằng gà dịch nhau chơi rồi chỉ mái cái đám nhà vỗ lại. Cái ba cái đám vỗ nội thôi. Ở bữa nay thì chơi được phải không? Bữa nay đi đám cưới là chẳng đi chơi luôn. Nhà nhà kia thôi. À mày đi đám cưới à hả? Có nhà kia nữa. Ờ, nhà kia nữa. Nhà kia đi. Vỗ đụng với vợ kìa. Không đánh cái gì? Đi đám cưới hoài đi. Mày làm gì ông nội? Rồi đi đi. Nhỏ bãi này. Bỏ xuồng rồi. Dạ, tao lấy cái xuồng này được rồi. Ờ, dưới. Tao mà biết cái bơi rồi đây. Giờ có ba người vô đó hả? Ba người ăn tắm lại nó xỉnh như chó rồi. Đi 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 hoài. Ủa nãy kia nó hỏi ai, tao quên nói mày, tao tưởng tao quên, tao biết tao quen mày không nữa. Chúng nó đi xịt cá nè, cá dồ, bắt cá dồ. Cá dồ hả? Giống như dân Sài Gòn mới về ha, đi ăn Tết vậy đó. Nhìn trọng quá. Bên đây đó hả? Ôi. Đây nó là nhậu nhà. Đâu? Đây là nhậu nhà, bóng nhà. Con đâu đi á. Bữa nay không xuống rồi nhậu nhậu. Sao con làm nhìn ấm nhách vậy? Ê, cái giò nóng lâu lắm rồi, cách chua. Cái giò hả? Tái đi. Cái giò tái đi. Có gì hết, cách chua ăn hoài rồi. Tái nó chua quá đã tui ơi. Vậy là mắm đi. Rồi chút cá rồi mình nướng nữa. Ừ. Má mấy đường này Tết thích vui lắm ha. Ừ. Ok,
Có cá không? Không. Chạy có con nhỏ được rồi chú Bảy ơi. Má rồi chạy rồi kìa. Ốp ở đâu? Ốp để hướng này đi. Hướng này trống nè. Hướng đâu có con trúng đâu à. Ốp hướng này đi. Để tôi lấy cây tôi quậy lại cây quậy. Hướng gần đây hả? Đâu đây nè. Đâu kia kìa. Ông ơi chạy sụp sụp đây nè. Đây đây đây. 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 Đây đây. Mấy con? Con được rồi. Con được rồi. Một con cho em cũng hết nữa. Con không để vậy để đó. Mà căng 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 ra mới rỡ sạch. Wow. Giờ to ghê lại gần như nó to rồi. Có rồi lại gần đâu á đằng xa nữa hay. Xa hả? Đúng rồi chú tôi. Con này khoảng chắc cỡ nữa chú ơi, 4 kg à. Nè ông ơi cầm cái giờ nổi không mày? Ê nổi à. Má cầm sao chạy. Cái đuôi á. Chạy mẹ ngóp đi. Bãi lên để. Quá trời. Cầm cái đầu cá lên. Rồi, đưa cho mình luôn. Thôi thôi khỏi 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 đâu. Cái đụ mà đi nhà thơm. Đi. Má cái vô này chắc cỡ 4 5 kg. 5 kg. Hôm trước căng 4 kg mấy à, tới bữa nay nữa làm kg dư sức rồi. Wow, con này đủ. Nguyên nhà ăn không hết nữa. Rồi đi ai làm. Ê ê ê, cho nó móc vô cái giò cái học máu đó. Cái nãy mày lên ông xách theo cái lẩu thai. Ông đi chứ ông bước xuống luôn đi giùm nước. Rồi, cho giò bước luôn xuống. Qua đó làm đó đi. Qua đây lửa đây làm đó. Có con mẹ không? Đi 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 bãi luôn nè. Để ông xuống. Chà, mùi là dở, dở chứ ta. Làm có ăn, có ăn mới có làm. Để đi. Giờ sao cao quá vậy? Đâu bẻ là hai bên trái bẻ bên trái vậy? Hai trái hả? Giờ tới luôn đó hả? Ờ gọt chứ nó sạch hơn á nhí. Chút ngồi đó luôn được không? Yeah. Ngồi chứ đó luôn. Mát à? Ừ. Không đủ chỗ ngồi luôn. Bao nhiêu người đã? Sao không đổ ra cao không ngồi? Vậy quyền trời gì bị ngon. Dính vô áo một cái là má nhìn em ra luôn, bỏ áo luôn. Rồi, không như nó thằng trái đi đâu nhìn. Để đi. Thôi được rồi. Hay được không? Thành công. Ủa có muỗng sẵn không nè. Đúng là cái nhà lá dừa thiệt hả? Là lý tao bán thì nếu mà con gà tao bán ra là khoảng bèo cũng từ 500.000 trở lên nè, tại bán cho anh em chơi phải khoan bán hồi đó ông nuôi cái lợi thia gà tao phải tao mua một con. Ê, nói tới cái lợi thia tao rồi đủ má một thời nữa, một thời quên liệt cái lợi thia này. Đây, 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 đây,
chắc ní con kiếm mà biết chưa nè. Kiếm là bằng học của tao. Dạ. Không có chạy vô đây nè, không có. Đợi không có tới đây, không có vô đây. Bề tiêu đó, không có. Không phải đó, thì nó nổi tiếng luôn. Đây á. Thôi kiếm đi. Kiếm với cái thằng gì mà thằng gì hiền tinh là Dũng cái gì đó, con mắt hơi hơi bị mờ mờ á. Một con hơi mờ mờ đó. Trái sinh Dũng luôn. Mày nó lại cây này như nó hơi bị mà có mà màng màng ơi, mà màng. Ờ mà màng anh. Cây mày bự người ta cháy dữ lắm. Ờ ông có mời nó giờ đứa nhí quên. Ờ chưa cái ra quậy. Đó tại với câu có mời nè. Ờ thử tao nè. Ừ. Mắt nó hơi cũng như nó có màng quay nè. Ừ. Nhìn nó mà nó không phải là nó bị đuôi, nó không phải là đuôi. Tao nói là chuyên gia vô kiếm nè, xúc cái ly thiệt. Đó là đưa cái tông chẳng là chuyên gia cá thư nhiều á. Chút cái hộp á. Đụng với nó nè. Đụng con trời trời muốn chết luôn. Gãy kẹo. Xí. Chạy vậy. Tự nhiên cắn nó bên chành cho nha. Cắn bánh chành cho. Nó là cái con rớt nước rồi. Rồi là. Hả? Nhiều cá mà chịu nó mà nói vậy tôi biết rớt nước. Cắn ha. Cắn cá cô con kia. Cá cô con. Ờ đó là măng của cậu đi đó. Cậu cắn cá. Qua trời luôn cuối cùng cá mà cá kia. Cắn lại cá chạy. Không biết sao cá mình gớt nước tiếp nắng là chú nằm sao từ đó ông ha con cá rồi ông cho mày đó nuôi tưởng là làm biến đổi cá có đá giữa thiệt chứ hết biết sao đặt lên mình mồi mai cho anh chụp ủa sao bạn kêu mấy giờ cúng nè nhưng mà kêu gì năm nỉ năm nọc gì từ lứa chứ không biết mình danh dữ thiệt hết biết qua trời sơ rồi hồi nãy đó bảy gì bị cái gì à cái này là nãy anh Mười đi xuống bắt cái vồ là nhà của anh rể của Út Mười với là nhà chị cũ của Út Mười đúng không đúng chà bắt cái vồ chừng 5 kg vậy có cái lưng bị gì vậy anh Mười đâu có cái lưng bị gì hả té xe hồi đầu đi chà té giỏng trong hơi té xe thỉnh thế dỗ mà nó cho kỳ vậy thỉnh quá rồi cái sao đua đây nữa rồi đua đấy không có rồi đi vòng đó uống uống cốc được còn mấy người à đây, uống cốc rồi còn cốc thì dẹp cốc rồi dẹp cốc không được đi uống cốc được đi vòng đi kia uống cốc thì vòng được rồi bây giờ ăn hết trong trời như đó nè không hết tối không được còn cái này 2 kg hơn nữa rồi cái xà chua này cứu ơi không ai thấy vô không có vừa chị tám bánh hai Dì tám nào? Dì tám gì mà đi còn được ấy dì tám hả? Ủa dì tám hả? Ờ bà chị không à? Bà chị đúng không? Bà già già đúng không? Dì tám em kêu bằng dì tám mẹ kia hả? Mẹ kia đi ăn đây à? Quỷ kia tên nói hỏi nhà nó còn có cái gì chua chua nó không? Nó chơi tao chơi hay bà này bà đập tuổi nè rồi tiêu rồi gắt vô không đổ chua mới ốp đó không mà mắm mắm không cho bỏ tiêu không mắm không bao nhiêu ốp đó hiểu không đổ chua mới ốp tám thương nhau trắng đổ chua mày trắng lại là mẹ của Nguyên đó đổ chua là muốn ốp vậy mà nhưng mà nó kêu bằng chữ tám chữ tám à đúng rồi đúng rồi bữa đó nghĩa là mẹ Nguyên thứ tám không tao kêu Nguyên năm rồi đó giờ mà chơi nó bậy ổng thứ năm cái món gì đó ổng thứ năm đã vợ của ổng là còn hai bên thì tao kêu theo cái dây của chị tao thôi ừ chị nhiêu nhìn mà thấy gì đâu chị kêu bằng vậy kêu bằng chị kêu chị nắm không à vậy là chiên tươi luôn hả chiên tươi luôn đi chiên ngồi chiên tươi rồi chấm nó mắm tối nay ngoài chợ có kẹo vô chú mười thấy hôm qua mười hỏi chợ hai chương đúng không hôm qua chưa nè tôi mười đây nè chưa có chương chưa qua rồi qua hai chương rồi mưa đủ qua tôi đi nè tôi với mời đi nè có nhiều là ông quan cho nó thả lan vậy đó hả ừ bữa hỏi mình chạy về đâu hả hả bữa hỏi mình chạy về đó được rồi sao bữa hỏi mình hôm nay chạy về đó mấy này mấy này được rồi thôi được nhiều lắm mày cá nó ra nữa nhiều lắm mày cá chưa sôi mà mày ăn rồi chả cũng dính rồi cái giò này công nhận bữa thì em ba chà làm hết luôn thường thường tại cái giò lúc mình đi bộ đội cái giò phải không muối chiên không á cái giò nó chao á muối xả cái giò nó chao mới ngon chao chao nhưng mà muối chiên nó ngon hơn chao thấy ăn ngán mọi người thích như mắm này nè nấu mẻ cũng ngon nữa nó chè cũng được nữa
Đủ cái vỏ nó chè luôn á. Chè chó ăn luôn á. Bữa bữa cái kho tương cái độ mà chấm gạo thịt. Kho tương ngon quá. Kho tương mà chấm gạo cái là thịt luôn. Đúng rồi. Kho cái cách chào anh ba. Kho cách chào cách gạo. Kho tương. Đây đó. Đó. Là có tương mà tương nhiều thì nhỏ nhỏ chút nhiều không có tương. Lửa nhỏ rồi nè. Nhỏ nhỏ chút. Cái này tôi nhận từ lưa luôn á. Thôi muối lắm. Kiếm dễ bỏ ai. Không dặn. Tắt lửa được rồi đó. Tắt rồi đó. Kiếm dễ bỏ ra. Tắt xài nè nè. Không mà thường là cái này là chiên muối ăn không à. Ăn với cơm luôn. Rồi khó nó mắm kia ra mới được. Ờ được không mắm khác hơn. Cái gì? Vịt cò đó hả? Rồi, đến đây mình xin kết thúc video. Nói chung bữa nay mình cũng không có nhậu. Giỏi quá, đuối quá. Tao vậy rồi, tao về bên vợ tao rồi. Sao vậy? Nhớ vợ rồi, từng lễ rồi, hai từng rồi. Chưa về gặp vợ. Phải về mới được. Về chứ ông nội. Trời ơi. Chứ ở đây thì cái mày á, ở đây tao ở một năm trời, tao chưa chết đói mà. Tao ở vòng vòng nhà chị tao làm gì tao chết đói. Mày có con cái thôi về, về thăm vợ thôi. Từng lễ về. Hai tuần rồi, bữa nay là hai tuần nè. Mới về nè. Phải về. Chứ thôi tao đang hứng rồi chứ mẹ. Đang hứng luôn á. Ờ, ngồi đang hứng. Tao đang hứng rồi đó. Tao đang hứng rồi đó. Mà cái nhớ là thứ bảy về thăm vợ. Thôi tao hứng rồi, tao ở đây tao chơi luôn. Trời tới mai luôn hả? Hứng như ngoài bố tiếp. Thôi thôi, tao về thăm vợ rồi, ba. Mẹ hai tuần không chưa về thăm vợ. Nghe vợ đang có bầu đúng rồi ơi. Ừ, nhiều ăn búa nữa. Thôi tôi về thăm vợ ba. Búa tiếp. Búa đây. Chở mười đi chứ. Hái đường trơn lắm đó mày ơi. Chạy kỹ kỹ à. Cái gì ngồi đó cái gì. Ok mày chạy xe kỹ kỹ, đường trơn. À, nhau nữa cái gì. Hộp nó, hộp nó. Mày búa rồi, búa đi cho tao, hộp búa rồi. Tao về búa tiếp. Chưa à. Bác sĩ kìa, đó, nè kìa, vô nó kìa, nó kìm kìa. Ủa, nè.